Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về tội nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tỉnh Lâm Đồng, dự án do công ty của đại gia Nguyễn Cao Chí làm chủ đầu tư. Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ông Nguyễn Cao Chí, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Văn Lang, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Kabela bị truy tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bản kết luận điều tra vụ án của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định. Từ năm 2017 đến năm 2020, bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị Vạn Thịnh Phát, nhiều lần thông qua nhân viên chuyển tiền mua cổ phần một số dự án của Nguyễn Cao Chí, trong đó có dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. Từ khi thành lập đến nay, công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh chỉ được cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với một dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đến ngày 2 tháng 12 năm 2020, bà Phan Thị Hoa bán 100% vốn điều lệ Sài Gòn Đại Ninh cho công ty cổ phần tập đoàn Biến Thành Holding Group của Nguyễn Cao Trí với giá 5.000 tỷ đồng. Sau đó, Nguyễn Cao Trí dùng công ty trách nhiệm hữu hạn Cabela Hospitality, công ty con của tập đoàn Cabela, đứng tên mua lại. Đến ngày 28 tháng 1 năm 2021, Sài Gòn Đại Ninh đăng ký thay đổi giấy chứng nhận doanh nghiệp lần thứ 8, đổi người đại diện pháp luật từ bà Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí. Sau khi mua cổ phần của Sài Gòn Đại Ninh, Nguyễn Cao Chí bán cho bà Trương Mỹ Lan 100% vốn điều lệ Sài Gòn Đại Ninh với giá trị 3.000 tỷ đồng. Bà Lan đã đặt cọc và 5 lần chuyển tiền cho Chí tổng cộng 20 triệu đô la Mỹ, tương ứng hơn 463 tỷ đồng.